Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Báo Xuân Pháp Luật đưa nhân vật vi phạm pháp luật lên bìa. Tờ Báo Xuân lẽ ra là tập hợp của những bài viết và sự kiện độc đáo nhất của trong năm. Tuy nhiên, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Xuân thì ngược lại. Họ chỉ tô hùng và ca tụng những người nhiều tiền, nhiều của, nhưng có nhiều hành vi trái với đạo lý, khiến cho dư luận dị nghị, bất bình. Tác giả Nguyễn Như Mai đã có bài bình luận về sự việc như trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Xuân năm nay đã mở mắt cho bạn đọc rằng khi chỉ biết kiếm tiền thì một tờ báo có thể ngang nhiên tác nghiệp hoàn toàn trái với tôn chỉ mục đích của nó như thế nào. Và năm 2021 vừa qua của Việt Nam cũng như của thế giới là một năm đặc biệt khi hầu như toàn bộ hoạt động đều xoay quanh dịch bệnh. Theo sau là những nỗ lực hỗ trợ âm thầm cho công cuộc chống dịch như lực lượng tự vệ, giao hàng, bộ đội, tiểu thương, vân vân. Đây là hình ảnh ba nhân vật được Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải là các nhân vật tiêu biểu của năm tại Việt Nam, bao gồm VinFast, Trịnh Văn Quyết và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Không có những con người nào đáng trân trọng và tôn vinh bằng những con người ấy, là hàng ngàn ấn phẩm cũng chưa đủ để kể hết những gì họ đã làm và ý nghĩa của nó với những y bác sĩ tận tình khắp nơi. Là một tờ báo mạng ngay trong tên mình, địa danh Thành phố Hồ Chí Minh, thì những gì xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 càng phải là chủ đề quan trọng và xuyên suốt của nó. Thế nhưng bìa tờ báo Xuân năm 2022 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tuyệt đối không hề nhắc đến những con người đã cống hiến và hy sinh cho đại dịch. Không một chữ nào, không một tấm ảnh nào, mà nó dành hoàn toàn cho các doanh nhân giàu có gồm 4 người, đó là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Cà Phê, ông Trịnh Văn Quyết, FEC và Bamboo Group với VinFast và Sun Group. Đáng tiếc thay và cũng trùng hợp thay, toàn bộ 4 đại gia này đều là những gương mặt có tiếng tăm nhiều mâu thuẫn trong kinh doanh hoặc đời tư. Thậm chí tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng vừa bị điều tra với cú bán lậu cổ phiếu, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Nhân vật số 1 là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, doanh nghiệp cà phê King Coffee. Trên trang bìa chiếm trọn vẹn là hình bà Thảo. Bà Thảo là một doanh nhân giỏi nếu cứ nhìn vào tư duy quy mô của doanh nghiệp bà đang nắm giữ. Nhưng sự nổi tiếng của bà lại không đến từ những sản phẩm của công ty, mà là từ cuộc ly hôn nghìn tỷ vô cùng ầm ĩ từ mấy năm trước đến nay. Làng báo Việt Nam cũng không lạ gì câu chuyện bà Thảo. Từ nhiều năm trước đã cùng một số người trong làng báo nhưng đã chuyển nghề ra làm công ty truyền thông, lập thành một ekip để chơi cuộc chiến truyền thông với chồng bà, ông Đặng Lê Hoàng Nguyên Vũ, với thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ekip này đánh tiếng với rất nhiều tờ báo để xin gặp và kể câu chuyện về người đàn bà cùng chồng tay trắng làm nên sự nghiệp rồi buộc phải ly hôn cay đắng như thế nào. Trong câu chuyện, bà Thảo tự vẽ bản thân là người phụ nữ xuất sắc về mọi phương diện. Bất ngờ nhất là thông tin bà chính là linh hồn của doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên. Mà từ trước đến giờ, xã hội chỉ biết đến ông tổng giám đốc là ông Vũ, chồng của bà. Đây là hình ảnh cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng tỷ phú cà phê Trung Nguyên khiến dư luận quan tâm trong suốt thời gian qua. Nào là bà là hoa khôi, con nhà giàu có, cha mẹ kinh doanh vàng bạc, đá quý. Nào là số vốn khởi nghiệp là của bà. Nào là mọi định hướng, cách thức phát triển, kinh doanh là của bà. Nào là điều hành và quản lý doanh nghiệp cũng hoàn toàn là của bà. Bên cạnh đó, bà còn sinh đẻ và nuôi dạy 4 đứa con đủ trai đủ gái, vẫn xinh đẹp, rạng ngời. Còn ông chồng thì sao? Chỉ là người đại diện cho doanh nghiệp, đi gặp gỡ bên ngoài, lo truyền thông và đối ngoại. Đã vậy còn bị mất trí, khùng khùng, ngược đãi vợ, lạnh nhạt với con, có bồ bịch, lấy tài sản của vợ chồng gây dựng nên, giao vào tay những nhân viên không đáng tin cậy để họ phá nát vân vân. Thôi thì đủ cả thói hư tật xấu và nói trắng ra là không có tài. Rồi chốt lại câu chuyện mà bản thân thì như bà là hoàng tài sắc vẹn toàn, còn ông chồng như hình nhân yếu kém, kém cỏi và tồi tệ đến thế, bà vẫn khẳng định vẫn yêu chồng vô vàn và tuyệt đối không thể bỏ rơi nhau. Câu chuyện này cuối cùng được đăng tải trên một tờ báo điện tử ở Việt Nam gây chú ý lớn lúc bấy giờ, với lời chú thích được viết cặn kẽ là trước đó không nhà báo nào có được cái gật đầu từ người đàn bà đẹp này.
nhưng rất nhiều người trong làm báo Việt Nam đều biết đến tận chân tơ kẽ tóc rằng trước đó bà Thảo và ekip đã đi gặp rất nhiều tờ báo. Khi ngồi lại với nhau, họ mới vỡ lẽ ra cái chuyện tưởng chỉ mình được nghe hóa ra đã được kể với rất nhiều lần với rất nhiều các tờ báo khác nhau y hệt. Kỳ diệu là nó chính xác đến từng milimét, một kịch bản vạch sẵn. Chỗ nào ngắt nghỉ, chỗ nào khóc đến nghẹn ngào rồi rút khăn ra lau mắt, rồi chỗ nào nói câu gì vân vân, đều giống nhau đến kỳ lạ. Kèm với bài báo là tấm ảnh trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp, cầm quyển sách cố ý phô ra ngoài cái bìa là đoạn kim cương, tức là tên một bộ kinh Phật giáo cổ, mọi thứ giả đến không thể giả hơn. Vậy thì bài Thảo chiếm trọn bìa báo Xuân Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh là lý do gì? Câu hỏi cũng được đặt ra. Không nói ra thì làng báo ai cũng biết, đó là một khoản tiền lớn đã được trả trong nghề gọi là mua bìa. Có nhân vật thứ hai là ông Trịnh Văn Quyết, hay gọi là Quyết Còi, tổng giám đốc của FLC Bamboo Airways. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, tổng giám đốc FLC và Bamboo Airways. Mấy hôm nay, đây là nhân vật tai tiếng số 2 sau khi danh nhân tai tiếng nhất là ông Đỗ Anh Dũng, tổng giám đốc Tân Hoàn Minh, với cú bỏ cuộc lô đất đã được đẩy giá lên tới 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông ở Thủ Thiêm. Quyết thì bán lậu đến gần 75 triệu cổ phiếu, tức là bán mà không công bố thông tin giao dịch. Giá trị giao dịch là 1.750 tỷ đồng. Kết quả là giao dịch này đã bị hủy, buộc trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Tài khoản của ông Quyết tại các công ty chứng khoán cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán của nhà nước phong tỏa. Trên tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính, cũng đề nghị ngoài mức xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quyết theo luật chứng khoán, cần phải soi sang cả luật hình sự, bởi vì phạm của ông này đã vi phạm điều 209 của bộ luật hình sự, tùy trường hợp có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ông Hải cũng cho rằng sự việc của ông Quyết gây thiệt hại không chỉ đến lợi ích của cổ đông FEC mà còn cả những nhà đầu tư của những doanh nghiệp làm ăn chân chính và cả nền kinh tế Việt Nam nói chung. Tai tiếng của ông Quyết trong lĩnh vực này không phải là lần đầu. Vào cuối năm 2017, ông này đã từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính vì đã vi hành tương tự như vậy với 57 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 400 tỷ đồng ở thời điểm đó. Chỉ có khác là lần ấy, ông Quyết đã qua mặt Ủy ban Chứng khoán thành công, bán xong vào thời điểm một tháng trước đó. Đó cũng là thời điểm cổ phiếu của FEC thanh khoản cao nhất so với bình quân trước đó với hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên. Ngay sau cú làm ăn của ông Quyết, giá cổ phiếu của FEC rớt mất khoảng hơn 20% giá trị. Đây là hình ảnh chứng khoán lao dốc sau khi thông tin về FEC giao dịch chui và Tân Hoàn Minh bỏ cọc. Tiền thành giấy, thiệt hại này dĩ nhiên là các nhà đầu tư phải tự gánh lấy. Còn FEC cũng thành công trong việc cộng thêm một điểm tài tiếng. Chỉ có tiền tươi, thóc thật thì đã chảy vào túi Quyết. Đáng nói, vụ việc ồn ào này, ông Quyết chỉ bị phạt có 65 triệu đồng. Nó như cây me rụng lá, như con bò rụng lông vậy. Do vậy, hoài nghi rằng ông Quyết có người đỡ lưng để đi kiếm tiền không phải là không có cơ sở. Có lẽ vì thế, hơn 4 năm sau, ông Quyết lại quên đường cũ, làm một ván nữa. Lần này, dường như cái ô tre đã bị thủng ở lỗ đâu đó, nên ông Quyết mới bị chặn ngay từ đầu, kèm với các biện pháp là hiện nay mới chỉ là đe dọa, chưa thành hiện thực, nhưng nghiêm khắc tính đáng thích đáng, khác hẳn với những lần trước đây. Đặc biệt, mỉa mai là chính tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 13 tháng 1 năm 2022 đã có một bài phê phán hành vi bán lậu cổ phiếu của ông Quyết rất quyết liệt và cặn kẽ. Ấy thế mà ngạc nhiên chưa, song song với thời điểm đó thì báo vẫn nhận quảng cáo mua bìa Tết và chạy bài bên trong trang cho ông Quyết với những tuyên bố hùng hồn kêu như đại bác như tôi nghĩ lớn chứ không nói nhỏ. Người của Bamboo Airways thì phải thấm nhuần tư tưởng khách hàng là ân nhân để biết ơn khách hàng, phục vụ khách hàng từ tận trái tim, tận tâm, chân thành. Rồi những phát đại ngôn này xuất ra từ chính miệng ông Quyết nghe đến phì cười. Và càng phì cười hơn so với sự dũng cảm bán thân lấy tiền, tự vả vào miệng mình của lãnh đạo của tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân vật thứ ba là VinFast, kẻ đe dọa công an đến xử lý khách hàng. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV, sau khi tố cáo hàng loạt lỗi kỹ thuật của chiếc xe VinFast đã bị đe dọa đưa ra công an.
Vingroup đã nổi tiếng trong làng báo chí Việt Nam vì tài ém nhẹm các thông tin bất lợi xảy ra trong hoạt động kinh doanh của mình và sở thích dọa dẫm khách hàng. Chắc quý vị cũng chưa quên sự việc vào tháng 5 năm 2021 khi thương hiệu này báo công an để xử lý một khách hàng vì đã dám làm clip chỉ ra quá nhiều lỗi của chiếc xe hơi VinFast anh ta mới mua. Còn trong group là nhóm cư dân Vincom thì đầy rẫy các than phiền về chất lượng căn hộ đắt trên trời, nhưng tường xây mỏng đến nỗi người bên này nói to thì bên kia cũng nghe. Vừa mới ở nhà mà tường đã nứt, kính trên tòa tháp thì lâu lâu rơi như pháo nổ xuống sân, và tiêu chí sinh thái thì hóa ra thiên nhiên và mảng xanh là những cây cảnh trồng trong chậu và ít hàng cây lơ thơ. Nhưng đố quý vị tìm được các thông tin này trên các tờ báo tại Việt Nam. Người làm truyền thông của Việt Nam đều biết bộ máy quét tin của Vingroup làm việc cực kỳ hiệu quả. Chỉ một thông tin bất lợi lan truyền, họ lập tức gọi điện yêu cầu xóa, gỡ, giải thích đủ kiểu, mà nếu không được thì dọa. Và với tất cả sự dọa dẫm, giao ai, chất lượng hàng hóa tồi đó, thì VinFast dường như đường lên bìa báo xuân của pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dạy cho người ta cách biến nguy thành cơ trong kinh doanh. Nhân vật thứ tư là Sun Group thì có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về phá rừng và làm du lịch sinh thái. Tạm thời chưa có đủ tư liệu về doanh nghiệp nên sẽ đề cập vào mục sau. Và phục thay hành động bán bàn thờ lấy tiền. Các thông điệp ngoài bìa báo mở đường cho bên trong chạy các bài báo đã chiếm cả trang A3 nhưng giặt một giọng quảng cáo lười nhác. Đây là hình ảnh đỉnh núi Bà Na bị tập đoàn Sun Group sở hữu biến thành khu du lịch nhân tạo. Sun Group rất nổi tiếng với những dự án phá nát thiên nhiên cũng được tờ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Xuân đưa lên trang bìa. Thôi thì thu tiền để viết bài lăng xê, nhưng cũng phải có tí tự trọng là còn sót lại của người làm báo. Đằng này, tất cả 4 bài báo mua bìa đều như bê nguyên từ các thông tin báo chí của doanh nghiệp, toàn những lời quảng cáo và tự khen chung chung, sáo rỗng. Chẳng hề có những thông tin mới mẻ, chẳng có câu chuyện gây ấn tượng của người làm kinh doanh trong một năm gian khó. Cũng không hề có những câu hỏi sâu sắc và trúng chỗ để người được hỏi bật ra chút ít chất xám hay sự thú vị của bản thân mình, cũng như của doanh nghiệp mình, và chắc chắn không nhiều thì ít họ cũng phải có. Xấu hổ thay cho một tờ báo mà tiêu chí và trách nhiệm là tuyên truyền và thượng tôn pháp luật mà vì tiền dám thượng cả nhân vật vi phạm pháp luật dai dẳng và trắng trợn lên bìa báo của mình. Bìa báo chính là bàn thờ của mỗi tờ báo, nơi thể hiện chính kiến quan điểm của tờ báo với xã hội và công chúng. Dẫu cả làng báo đều biết những năm nay tờ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xuống dốc cực độ, đời sống nhân viên và phóng viên rất thảm, cho nên kiếm quảng cáo báo xuân cũng là mục đích chính đáng. Nhưng cho dù việc kiếm tiền để nuôi nấng cái Tết cho anh em có quan trọng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không một tờ báo nào có đủ tự trọng lại trơ trẽn đi bán chính cái bàn thờ của nhà mình đến như vậy. Hay đây mới chính là tôn chỉ và mục đích của những người điều hành của tờ báo này? Câu hỏi được đặt ra. Kính mời các bạn xem bản tin biên giới Việt Trung hết chặn cửa khẩu đến ném đá. Trung Quốc đang làm gì với Việt Nam? Một đoạn video mới đây đã ghi lại cảnh các binh sĩ Trung Quốc ném đá tới tấp và chửi bới lăng mạ những người công nhân xây dựng không vũ trang của Việt Nam ở tỉnh Hà Giang, khu vực giáp danh với Trung Quốc. Sự kiện diễn ra giữa bối cảnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang bị điêu đứng khi hàng ngàn xe tải chở nông sản bị tắc nghẽn nhiều tuần lễ ở các tỉnh biên giới phía Bắc với chính sách phòng dịch mới của Trung Quốc. Đoạn video do tài khoản với tên là Lê Anh Quang đăng trên trang tweet vào ngày 3 tháng 1 cho thấy hàng chục lính Trung Quốc đang ném đá về phía những chiếc xe xúc đất được biết là của nhóm công nhân Việt Nam đang làm công trình dọc bờ sông phía Việt Nam để chống sói lở. Đây là hình ảnh video clip cho thấy lính biên phòng Trung Quốc ném đá tới tấp sang phía những công nhân Việt Nam. Nhận định về sự việc, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện ESI, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng có thể khẳng định hành động của binh sĩ Trung Quốc là do nhận lệnh từ Bắc Kinh. Ông cho biết thêm, Trung Quốc họ không đồng ý cho công nhân Việt Nam đắp ở chỗ bờ bên này của suối nước. Lý do của họ là nó sẽ cản dòng nước và làm cho dòng nước chảy về phía bờ của Trung Quốc,
làm xói bờ với Trung Quốc và làm đổ hàng rào mà Trung Quốc đã xây ở đó. Họ nói rất rõ và còn trưng cả khẩu hiệu phản đối bằng tiếng Việt lẫn tiếng Trung Quốc. Phía Việt Nam sau đó đã giải thích rằng việc bắt bờ không ảnh hưởng đến Trung Quốc và tiếp tục làm công trình nên dẫn đến vụ ném đá nói trên. Vẫn theo tiến sĩ Hào Hợp chia sẻ. Còn phía bên kia, Trung Quốc họ nói không được thì họ đưa người dân ra biểu tình đào đảo nhưng cũng không làm được nữa. Thì họ ném đá, họ không ném vào công nhân Việt Nam nhưng họ ném vào mấy chiếc xe xúc. Không một người Việt Nam nào bị thương cả. Tiến sĩ Hoàng Hợp cho biết như vậy. Hành động ném đá của người Trung Quốc đối với người Việt Nam, theo ông, giống như những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Lúc đầu, người Trung Quốc chỉ ném đá vào các lều của người Ấn Độ ở biên giới thôi, là những lều không có người. Những lều mà lính Ấn Độ trữ thực phẩm, gạo, thức ăn và mấy con lợn, vân vân. Đây là hình ảnh khẩu chiến đã xảy ra trước khi binh lính của cả hai bên Trung Quốc và Ấn Độ nhặt đá ném nhau trên cao nguyên Himalaya ở khu vực tranh chấp Kashmir. Nhưng sau đó, xung đột đã tăng lên rất nhanh. Trung Quốc bắt đầu ném vào những túp lều mà lính Ấn Độ ở, rồi ném đá vào nhau, đánh nhau, đẩy nhau xuống vực đến chết. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp đã nói, đồng thời cho rằng đây là một dấu hiệu không tốt. Mặc dù khả năng xảy ra xung đột vũ trang như trong trường hợp giữa Ấn Độ với Trung Quốc là không cao, nhưng không phải là không có. Cũng theo nhận định của Viện Nghiên cứu tại Singapore, Việt Nam và Trung Quốc cho tới nay không thể coi là có hòa bình, vì dù không có tiếng súng đạn, nhưng hai quốc gia láng giềng lâu nay vẫn ở trong tình trạng chiến tranh nên có rất nhiều mặt trận. Không đánh nhau bằng súng đạn, mà đánh nhau thứ nhất là bằng thông tin. Chiến tranh thông tin, tiến sĩ Hoàng Hợp đã nói. Ông dẫn chứng sự việc gần nhất xảy ra trong tuần này là một viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông của chính quyền Trung Quốc đã đăng một bài viết trên nhật báo lớn của nước này là tờ Trung Quốc Ngày Nay, nói rằng dân binh biển của Việt Nam đã đóng các tàu sắt 400 tấn thay vì tàu gỗ truyền thống, trong đó có trang bị vũ khí như vòi rồng, súng, máy bắn cung, v.v. và thậm chí là hành động như cướp biển, đánh cướp và đe dọa tàu cá của các nước khác. Họ vu khống Việt Nam và đấy là chuyện đơn giản nhất của chiến tranh thông tin. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp đã nói như vậy. Một cuộc chiến khác cũng rất mạnh đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc là cuộc chiến không gian mạng. Hàng chục ngàn cuộc tấn công từ bên ngoài mà chủ yếu là từ Trung Quốc vào các mạng lưới máy tính của Việt Nam mỗi tuần là một dẫn chứng, vẫn theo tiến sĩ Hào Hợp chia sẻ. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc mang súng và khẩu trang, có người đang nhặt đá để ném về phía Việt Nam. Ảnh này được cắt ra từ video clip quay tại hiện trường. Một điểm khá đặc trưng là Trung Quốc thường áp dụng chiến thuật vùng xám trong các cuộc chiến trên mọi lĩnh vực đối với Việt Nam, từ việc đưa các tàu gọi là tàu nghiên cứu đi ngang dọc các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, cho đến sự kiện gần đây là dùng chính sách Zero Covid, tức là không có Covid, mà tiến sĩ Hào Hợp nói là một lý do dối trá để biện minh cho các hành động gây sức ép của Bắc Kinh nhằm chặn đứng khu vực biên giới này, gây điều đứng cho nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc không được nữa. Tựu chung lại, những hành động trên thực tế cho thấy Trung Quốc có một kế hoạch tấn công tổng hợp và chặt chẽ trên mọi lĩnh vực nhắm vào các quốc gia láng giềng có tranh chấp chủ quyền với họ, đặc biệt là với Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực biển mậu, ngoài các lý do kiểu như kiếm cớ của Trung Quốc, tiến sĩ Hoàng Hợp cho rằng phía Việt Nam cũng cần phải nhìn nhận và điều chỉnh cung cách làm ăn kinh doanh của mình cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để có thể đối phó với một Trung Quốc rất chịu khó học hỏi các quy định quốc tế kể từ khi nước này được vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Ông nói từ phía Việt Nam cũng phải nhìn thấy rằng mình cần phải học và thực hiện các quy chế thương mại từ chất lượng hàng hóa cho đến vệ sinh, tiêu chuẩn, vân vân. Ký như thế nào thì phải làm đúng như thế, chứ không phải sang đó rồi mới cười với nhau rồi bảo giảm giá rồi ông mua đi cho tôi là không phải thế. Đây là hình ảnh 6.000 xe tải container hàng xuất khẩu của Việt Nam nằm chờ tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc trong những tuần vừa qua. Tuy nhiên, tiến sĩ Hoàng Hợp đã lưu ý ngay cả khi các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh theo các tiêu chuẩn thương mại quốc tế thì vẫn không loại trừ khả năng phía Trung Quốc tiếp tục dùng các chiêu trò để gây sức ép và làm thiệt hại cho phía Việt Nam.
Ban tiếng Trung của đài BBC tại London, sau khi tìm hiểu câu chuyện này đã cho biết không thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cũng không thấy các mạng xã hội đề cập, nhưng có một vài tài khoản mạng xã hội của người Hoa hải ngoại đăng lại một video có vẻ nguồn gốc ban đầu từ trang TikTok. Bản tin ngày 4 tháng 1 của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do FA đã nói như sau. Vụ việc không rõ xảy ra ở đoạn nào ở biên giới, tuy nhiên người đăng tải clip là một tài xế xe ben chở đất dạo gần đây cho việc thi công các công trình xây dựng bờ kè biên giới ở Lào Cai. Trả lời đài BBC News tiếng Việt, một nhà nghiên cứu Trung Quốc học, thạc sĩ Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội, chuyên theo dõi các thông tin trong nước và quốc tế, và đặc biệt là Trung Quốc, thì cho biết cũng không thấy truyền thông chính thống của Trung Quốc đưa tin về sự kiện này. Nếu là xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì chuyện chỉ dừng lại ở đây, bà Lan nói thêm. Bà Lan cho biết trên mạng thấy một số tài khoản viết tiếng Hoa bình luận về video này. Theo bà, có tài khoản tiếng Hoa nói địa điểm xảy ra xung đột là cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh ở Việt Nam. Có tài khoản thì nói 8 người ném đá vào công nhân Việt Nam đang thi công là bộ đội biên phòng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh 4 người Trung Quốc bị cáo buộc giúp người nhập lậu trái phép vào Việt Nam sang nước, theo BBC. Như thế, hiện vẫn chưa rõ vụ việc cụ thể trên xảy ra ở Lào Cai hay Quảng Ninh. Trong thời gian qua, khi tình hình dịch bệnh COVID tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao, Trung Quốc đã siết chặt hơn các cửa khẩu giữa hai nước, khiến hàng nghìn xe hàng Việt Nam buôn bán tiểu ngạch bị ách tắc lại, gây thiệt hại hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng cho nông dân và các thương lái của Việt Nam. Các nhà quan sát cho đài BBC tiếng Việt hay, việc giải tỏa giao thương biên giới có khi phải mất cả tháng và thậm chí có thể kéo dài đến 6 tháng đầu năm 2022 và có thể còn tiếp tục. Dư luận Việt Nam cũng lan truyền tin về đường rào cao mà Trung Quốc cho xây mấy năm qua, ít nhất là ngăn đường biên giới với Quảng Ninh và Lạng Sơn của Việt Nam. Công trình này được gọi là nói là để chặn lây truyền COVID và chống buôn lậu, gồm cả buôn lậu người. Mới đây nhất, một thành phố ở Quảng Tây đã bêu rếu 4 người Trung Quốc bị cáo buộc là giúp người nhập cư lậu từ Việt Nam sang nước họ, theo đài BBC bản tiếng Anh hôm 29 tháng 12 năm 2021. Trang tin nhà nước Washington Daily cho biết hành động kỷ luật này nhằm ngăn chặn tội phạm qua biên giới và khích lệ sự tuân thủ các quy tắc phòng ngừa dịch bệnh. Truyền thông Trung Quốc thì mô tả tình hình dịch COVID ở khu vực biên giới với Việt Nam là nghiêm trọng và phức tạp.